Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đón năm 2024 âm lịch, được bề trên chiếu cố nồng hậu, tránh họa đắc phúc, tài lộc ùn ùn lao tới, giàu như vũ bảo, con cháu ba đời ăn không hết của, giàu có nhất vùng thiên hạ. Quý cô bác anh chị thân mến, từ sinh thời chắc hẳn cô bác đã quá thấm thí cái cảnh nghèo khổ, bần cùng, thiếu thốn vô kể. Tuổi trẻ luôn phải sống trong những chuỗi ngày trông gai gian khổ, thậm chí là trắng tay, tiền làm ra thì ít mà tiền tiêu thì nhiều. Cũng vất vả khổ cực làm lũ quanh năm suốt tháng mà chẳng thấy tiền đâu, chỉ thấy nợ nần chồng chất, tương lai thì mờ mịt như là đi trong sương mù. Cứ tưởng rằng thế thôi là xong, cái kiếp người này chẳng còn cái hy vọng gì nữa, có cố gắng thì cũng chẳng khấm khá lên được. Công việc thì không có người chỉ điểm, lộc lá thì cũng chẳng tới tay mình, làm gì thì cũng thế bế tắc và không tìm thấy đường ra, khổ cực vô cùng. Nhưng bạn ơi, ông trời sẽ chẳng lấy hết của ai cái gì bao giờ đâu, cuộc sống là do mình lựa chọn, nhưng bên cạnh đó cũng cần phải biết nắm bắt cơ hội để lội ngược dòng, đổi vận thành công. Trong chuyên mục tử vi năm 2024 của 12 con giáp ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác luận bàn về tử vi của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Trong năm Giáp Thìn 2024, về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc sẽ ra sao, trong công việc thì có được quý nhân giúp sức hay không, chuyện gia đình tình cảm và sức khỏe có điểm gì cần lưu ý, và quý cô bác Mậu Tuất cần chuẩn bị những gì để có thể đón lành tránh dữ, giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngay dưới đây. Xin mời quý cô bác hãy cùng theo dõi nhé! Quý cô bác Mậu Tuất thân mến, các chuyên gia tử vi đã xem tổng quan tử vi của cô bác trong năm 2024 thấy rằng, xét theo can chi, ngũ hành, đối với nam mạng, xét về thiên cang, thì Mậu gặp giáp tương khắc, ít được yếu tố thiên thời hỗ trợ, tự mình làm chủ cuộc sống. Xét về địa chi, thì Tuất gặp Thìn, lâm cục diện xung thái tuế, báo hiệu đây sẽ là một năm khó khăn, tiền bạc tiêu hao nhiều, sức khỏe giảm sút mạnh, hao tốn không ít tiền bạc cho khía cạnh này, chuyện tình cảm gia đạo tuy có chút xung đột nhưng không quá nghiêm trọng. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương sinh, tạo điểm cân bằng khi vận trình đi xuống, đảm bảo cuộc sống duy trì ổn định, không bị xáo trộn quá nhiều. Tiểu kết, xét về can chi ngũ hành thấy, có không ít yếu tố bất lợi trong vận trình năm 2024 của tuổi Mậu Tuất nam mạng, như sức khỏe giảm sút mạnh, hao tốn không ít tiền của cho phương diện này, tuy nhiên các phương diện khác tương đối bình ổn. Vận trình hung cát đan sen, nhưng cuộc sống không bị xáo trộn quá nhiều, quý vị yên tâm vui hưởng tuổi già bên con cháu, duy trì thần tốt thì sức khỏe mới được cải thiện. Đối với nữ mạng, thưa quý vị, tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nữ mạng cho thấy, so với năm trước vận trình đường đời của bản mệnh phát triển cực kỳ thuận lợi, hanh thông trong năm mới 2024 này, đây sẽ là một năm có nhiều may mắn và cơ hội đối với nữ tuổi Mậu Tuất. Xét về ngũ hành, thì người sinh vào năm Mậu Tuất thuộc ngũ hành Mộc và năm 2024 thuộc ngũ hành Hỏa nên sẽ tạo thành mối quan hệ sinh xuất trong năm 2024 này. Nữ mạng Mậu Tuất có thể gặp nhiều khó khăn trên con đường công danh, sự nghiệp luôn bị cản trở bởi nhiều yếu tố khách quan. Xét về thiên can, thiên can Mậu thuộc hành Thổ, gặp thiên can giáp hành Mộc tạo thành mối quan hệ tương xung. Cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề về tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, tài chính có thể bị ảnh hưởng do quá trình tu dưỡng tri thức hay sức khỏe. Xét về địa chi, bản mệnh Mậu Tuất gặp địa chi Thìn trong năm 2024 sẽ tạo nên mối quan hệ tương xung, còn được gọi là tuế phá,
Nữ Mậu Tuất cần chú ý đến sức khỏe vì có khả năng ốm đau nhiều và cần thời gian dài để điều trị. Gia đình có thể trải qua một số khó khăn và cần chi tiêu nhiều trong năm. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với vận trình tổng quan tử vi năm 2024 tuổi Mậu Tuất trên các phương diện như sau. Thưa quý vị, tử vi năm 2024 nhận định đối mặt với cục diện xung thái tuế và sao xấu chiếu, Giáp Thìn có thể là một năm khó khăn. Nhiều biến động và áp lực đối với người tuổi Mậu Tuất, mọi thứ đương đạt được đều phải đổ mồ hôi, sức gấp nhiều lần so với năm cũ 2023. Cảm giác kiếm tiền chật vật, nhưng quý vị yên tâm, mọi thành quả quý vị nhận được đều xứng đáng với mồ hôi công sức mà quý vị đã bỏ ra. Về phương diện công việc của bản mệnh thì nhìn chung có nhiều bước phát triển rõ rệt trong năm, bản mệnh giữ được cái đầu lạnh, sự bình tĩnh và sáng suốt, nên thường là người đầu tiên nắm bắt các cơ hội đem về nhiều lợi ích cho bản thân và tập thể. Người làm lãnh đạo cũng đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, thoát khỏi lối mòn trước đây, thu về nhiều thành công rực rỡ. Tài khí trong năm của bản mệnh cũng tăng mạnh, công việc thuận lợi kéo theo tài lộc gia tăng đều đặn, thậm chí trong năm còn có nhiều lộc về kinh doanh, buôn bán hoặc các khoản tiền tăng lương, tăng thưởng. Với những người làm kinh tế, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên có lượng khách hàng đông đảo, không sợ đối thủ cạnh tranh chơi xấu. May mắn là phương diện tình cảm của bản mệnh tiến triển hài hòa, đặc biệt bạn luôn nhận được sự quan tâm thấu hiểu đến từ người thân. Cũng nhờ người thân mà bạn có thêm động lực và sức mạnh đối diện với khó khăn, cố gắng tiến về phía trước. Tuy nhiên, xem tử vi năm 2024 tuổi Mậu Tuất thấy rằng sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm trong năm này, chủ yếu là do đương số phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Bản mệnh hãy cố gắng duy trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết và tâm sự với người đáng tin cậy để nhẹ nhõm hơn, đi đứng cẩn thận, đề phòng hỏa huyết quang. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Mậu Tuất, để có một năm thuận lợi và may mắn thì thường vào đầu năm mới gia chủ sẽ chọn tuổi sông nhà. Vậy năm 2024 này quý tín chủ tuổi Mậu Tuất sẽ chọn tuổi nào là phù hợp nhất? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, sông nhà đầu năm là một trong những phong tục đẹp của người Việt để cầu may mắn trong năm mới. Người xưa quan niệm rằng, vị khách đầu tiên tới chúc Tết nếu hợp tuổi gia chủ thì sẽ mang nhiều phước lành cho gia đình, nên chọn những người sống hiền lành, đức độ, tốt bụng. Tuổi Mậu Tuất 1958 hợp với người tuổi Dần, Ngọ hoặc hợp tuổi Mão. Ngoài ra, Mậu Tuất nam mạng có thể chọn người mệnh thủy tới sông nhà. Cụ thể, trong năm 2024 gia chủ tuổi Mậu Tuất hợp với các tuổi sông nhà sau đây: tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Quý vị thân mến, khi chọn tuổi sông nhà chủ yếu thì tuổi nào cũng đều có thể đến sông nhà. Miễn sao là người đó có lối sống lành mạnh, thiện lành, tử tế thì đều sẽ mang tới cho gia chủ nhiều điều tốt đẹp quý vị nhé. Và dưới đây là vận trình chi tiết tử vi tuổi Mậu Tuất trên các phương diện. 1. Về phương diện công danh sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, bước vào năm 2024, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu nhìn chung có nhiều bước tiến rõ rệt trong năm này. Một phần là nhờ có nhiều cát tinh phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ, nỗ lực không quản ngại khó khăn. Cục diện nhị hợp cho thấy bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, nắm bắt thời cơ dẫn đầu xu hướng. Tất nhiên, không phải thời điểm nào trong năm bạn cũng gặp vạn sự như ý, do tác động của cục diện xung thái tuế, có những thời điểm Mậu Tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn hoặc trục trặc lên xuống. Các mối quan hệ xã giao không yên bình, khiến bạn dù hăng hái bắt tay vào công việc cũng luôn phải nhận lại sự phản đối, thậm chí là hãm hại ngầm của người khác. Vì thế, những lúc này bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Nếu có ai đó chân thành góp ý, dù nói lời mất lòng cũng hãy chú ý lắng nghe, đó có thể là người thật sự muốn tốt cho bạn, muốn trông thấy bạn tiến bộ. Ngược lại, những kẻ nào cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt tiếp cận, định hót thì cần phải giữ khoảng cách nhất định, không thể dễ dàng tin theo lời đối phương. Thay vì than thân trách phận, oán trách mọi người, bạn nên nhìn thẳng vào sự thật để rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Nếu có lỗi với ai thì chủ động xin lỗi, ai giúp sức mình thì nên thể hiện sự biết ơn, như vậy thì các mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện nhanh chóng. 2. Về phương diện tình duyên gia đạo. May mắn là cục diện ngũ hành tương sinh lưu niên sẽ đem lại điểm sáng cho người tuổi Mậu Tuất trên phương diện tình cảm,
dù phải đối diện với sóng to gió lớn ngoài xã hội, thì may mắn là khi về nhà bạn vẫn nhận được sự động viên, an ủi của mọi người xung quanh, nhờ thế mà bạn cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí và nguồn năng lượng. Với người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp, bạn nhận được sự thấu hiểu và quan tâm của người ấy, thậm chí có những khi bạn không cần phải nói. Đối phương cũng có thể đoán được bạn mong muốn điều gì, vì thế bạn luôn cảm thấy mình đắm chìm trong hạnh phúc. Gia đình chính là tổ ấm bạn mong muốn được quay trở về sau những giờ làm việc vất vả. Năm nay có thể thấy rằng áp lực công việc và tài chính tăng lên rõ rệt, bạn nên tâm sự và san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình để có thể được nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương là người ngoài cuộc nên có thể nhìn nhận được những khía cạnh mà bạn bỏ qua, đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. 3. Về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất thời điểm này nhìn chung cũng không được khả quan cho lắm. Chủ yếu do bạn phải chịu đựng quá nhiều áp lực do cuộc sống mang lại, công việc bận rộn, rắc rối xảy đến liên tiếp, khiến bạn thường phải gồng mình gánh chịu, thậm chí còn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế mà bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, những căn bệnh vặt vãnh ập đến là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, Minh Đường Tử Vi khuyên bản mệnh hãy sắp xếp thời gian làm việc một cách cân đối và hợp lý, tránh làm việc quá sức, bởi sẽ rất dễ hao tổn đến sức khỏe trầm trọng. Nếu bạn cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên sắp xếp thời gian đi thăm khám, chớ để lâu mà bệnh tình ngày một trở nặng, lúc đó mọi việc sẽ trở nên khó hơn rất nhiều. Trên lĩnh vực tinh thần, nếu cảm thấy quá căng thẳng, suy nghĩ bi quan, bạn cần tâm sự với người thân hoặc những người đáng tin cậy ngay lập tức, chớ một mình chịu đựng kẻo gây ra những hệ lụy không đáng có. Việc trò chuyện với mọi người xung quanh chắc chắn sẽ khiến cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy. Tiếp theo xin mời quý vị đến với phần luận giải tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024 với nam nữ mạng. Riêng đối với nam mạng, thưa quý vị, tuổi Mậu Tuất cầm tin con chó gồm những người có ngày sinh dương lịch từ ngày 18 tháng 2 năm 1958 đến ngày 7 tháng 2 năm 1959. Thiên can Mậu kết hợp với địa chi Tuất mang ý nghĩa tiếng sơn chi cầu. Nam mạng sinh năm 1958 mệnh Mộc, bình địa Mộc. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh Hỏa. Xét theo ngũ hành, mệnh Hỏa của năm tương sinh với mệnh Mộc của tuổi, như vậy là rất tốt. Thiên can Mậu gặp Giáp, xung khắc, địa chi Tuất gặp Thìn tứ hành xung. Xét tổng quan năm Giáp Thìn đối với Mậu Tuất nam mạng có hợp, có xung, điều này nhắc nhở mệnh chủ làm việc gì cũng cần có sự chuẩn bị, không nên nóng vội hấp tấp, luôn vui vẻ lạc quan để có sức khỏe tốt. Có như vậy quý ông mới thực hiện được nhiều dự định ấp ủ trong năm này. Là người chăm chỉ, cần cù, nam Mậu Tuất thường đảm nhận một khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên trong năm 2024, chủ mệnh cần để ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình, nên làm việc với khối lượng vừa phải để tránh tinh thần căng thẳng lo âu. Năm nay quý ông sẽ có những niềm vui bất ngờ từ những món quà biếu tặng của con cháu. Chủ mệnh không phải bận tâm quá nhiều về chuyện tiền bạc, chỉ cần giữ lối sống mộc mạc, giản dị, như vậy vừa làm gương cho con cháu, vừa giúp đời sống tinh thần an lạc thoải mái hơn. Tuổi Mậu Tuất 1958 nam mạng là những người sống tình cảm, nhưng ít thể hiện tâm tư của mình ra bên ngoài. Vì thế trong gia đình chủ mệnh thường kiệm lời, nghiêm khắc, ít nói nhưng sống đúng chuẩn mực. Trong năm 2024, phương diện gia đạo của nam Mậu Tuất sẽ được yên vui hòa hợp. Nếu bản mệnh kiềm chế được sự nóng nảy, trong gia đình có nhiều thế hệ đôi khi không thể tránh khỏi sự mâu thuẫn xung đột. Nhưng điều quan trọng là người lớn tuổi trong gia đình luôn bao dung, chia sẻ với các thành viên để mọi người đồng cảm gắn kết với nhau. Thưa quý vị, sức khỏe là sự giàu có lớn nhất đối với nam mạng tuổi Mậu Tuất ở độ tuổi hiện tại. Vì vậy bản mệnh cần phải duy trì những thói quen tốt, hạn chế những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe. Năm 2024 nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì Mậu Tuất nam mạng nên đi khám kiểm tra định kỳ. Hơn nữa đời sống tinh thần lúc nào cũng phải lạc quan vui vẻ. Dù đôi khi sẽ gặp phải chuyện không thuận lợi, nhưng chỉ cần bình tĩnh đón nhận thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Đối với nữ mạng, tổng quan vận trình tử vi năm của nữ mạng tuổi Mậu Tuất có thuận lợi và cũng có những thử thách. Nếu mệnh chủ là người tính tình hiền lành, dĩ hòa vi quý, an phận thủ thường thì cuộc sống sẽ được bình an, không nhiều biến động. Còn nếu muốn thực hiện nhiều dự định trong năm này thì phải có kế hoạch và sự chuẩn bị tốt. Nữ Mậu Tuất 1958 trong năm Giáp Thìn sẽ ít phải lo lắng về những gánh nặng trong cuộc sống. Ở độ tuổi 68, quý bà có nhiều thời gian hơn bên con cháu, chứng kiến sự trưởng thành của các con, sớm tối quay quần bên người thân của mình là điều khiến quý bà cảm thấy hạnh phúc nhất. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất là người cần mẫn,
chăm chỉ. Vì thế ngay cả khi nghỉ hưu rồi thì mệnh chủ vẫn duy trì công việc nhẹ nhàng để không bị nhàm chán mỗi khi rảnh rỗi. Trong năm 2024 này, tuổi Tuất nữ mạng sẽ không có biến động nhiều về mặt công việc, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo trước đó. Nữ Mậu Tuất nếu ưa sự an toàn, bền bỉ thì không nên thay đổi công việc trong năm nay. Hơn nữa, ở độ tuổi 67 cũng là thời điểm quý bà nên hài lòng với những thành quả hiện tại của mình. Trong năm 2024, vận tài chính của nữ mạng Mậu Tuất khá ổn định. Mệnh chủ vẫn có những nguồn thu nhập từ lương hưu, lương hàng tháng, là người cẩn thận, sống giản dị, nên quý bà sớm đã có những khoản tiết kiệm dự trữ cho mình. Trong năm 2024, ngoài việc tiết kiệm ra, nữ Mậu Tuất 1958 cũng nên dành một khoản tiền để trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống. Những chuyến du lịch đây đó, thăm vãn người thân lâu ngày chưa gặp, sẽ giúp quý bà có thêm niềm vui tích cực. Tuổi Mậu Tuất 1958 nữ mạng là con người của gia đình, dành cả đời để vun vén, xây dựng mái ấm. Ở trong nhà mệnh chủ là người lớn tuổi nhất, lúc nào cũng mẫu mực, hành xử đúng đắn để làm gương cho con cháu. Trong năm 2024 này, gia đạo của bản mệnh sẽ được an vui hòa hợp. Mệnh chủ là người khéo léo, luôn biết cách hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, gắn kết các thành viên lại gần nhau hơn. Năm nay quý bà hãy tiếp tục phát huy điều đó để gieo hạt giống yêu thương cho con cháu sau này. Bước sang độ tuổi 67, sức khỏe là điều quan trọng nhất với nữ mạng tuổi Mậu Tuất. Có sức khỏe là có tất cả, người sống khỏe mạnh thì cả về thể chất lẫn tinh thần đều được đủ đầy. Vì vậy, trong năm 2024, mệnh chủ nên tích cực thực hiện những thói quen tốt, duy trì lối sống lành mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ. Hơn nữa, người tuổi Tuất sinh năm 1958 nên tránh những chuyện thị phi để không làm mất tinh thần, hao tổn năng lượng, dành thời gian nhiều hơn để tu tập, thiền định, khỏe mạnh từ trong ra ngoài thì sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024. So với tử vi năm 2023, vận trình năm 2024 của người tuổi Mậu Tuất có phần khởi sắc hơn hẳn. Công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo của bản mệnh có thể duy trì ở mức kiểm soát được. Duy trì có sức khỏe là bản mệnh cần chú ý chăm sóc cho cẩn thận hơn. Và cuối cùng là phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong năm 2024. 1. Hành sự thận trọng và chăm chỉ. Xưa nay chưa từng thấy người nào hành sự thận trọng, chăm chỉ và nỗ lực hết mình mà lại gặp phải xui xẻo hay những điều không như ý muốn cả. Đương số cần nhớ, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ các khí gia tăng. 3. Đã là họa thì khó tránh, bình tĩnh đón nhận, tỉnh táo đối mặt. Trong năm bị chi phối bởi thái tuế, lại thêm nhiều hung tinh tác động, khó tránh điểm hung hiểm hay thăng trầm, nhưng sông có khúc, người có lúc, không phải lúc nào xui xẻo cũng đeo bám suốt được, ngược lại trong nguy luôn có cơ, hãy bình thản đón nhận mọi thứ theo đúng cách nó diễn ra. Gặp sự cố thì tìm cách khắc phục, thấy việc bất lợi thì tìm lối đi mới, hoặc nhờ cậy sự giúp đỡ từ người khác, đón tin vui thì sang sẻ cho người khác. Chỉ cần bản mệnh thấy khó mà không nản, biết tìm cách tháo gỡ thì việc gì cũng có thể giải quyết. Xui xẻo mấy cũng có cách hóa giải. Đây chính là thời điểm lý tưởng để tuổi Mậu Tuất nhìn lại chính mình, khắc phục điểm yếu, phát huy thế mạnh, khám phá ra tiềm năng còn ẩn giấu trong mình, từ đó tìm hướng đi đúng cho hành trình sắp tới. Thưa quý vị, dưới đây Minh Đường Tử Vi sẽ đưa ra một vài dự đoán về vận hạn hung cát của người tuổi Tý theo từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sẽ có lúc thăng khi trầm, quan trọng là đương số luôn ở thế chủ động. Hành sự thận trọng thì việc gì cũng thành. Tháng 1 năm 2024 tức tháng Bính Dần. Xuất hiện quý nhân hỗ trợ vấn đề về công việc hoặc tiền bạc, đầu năm chi tiêu vẫn khá thoải mái, có người mang mối nhân duyên cát lành tới, hãy chủ động nắm bắt. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão. Có lộc kinh doanh buôn bán nhưng không quá lớn, có sự hỗ trợ từ phía người thân gia đình nên tháo gỡ một vài khó khăn tài chính. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Đi lại cẩn trọng kẻo gặp tai nạn xe cộ, đề phòng bị mất trộm đồ đạc quý giá, xuất hành xa bất lợi, có thể bị nhỡ tàu xe hoặc sự cố bất ngờ khiến hành trình lỡ dở hoặc tốn kém tiền bạc.
tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Đảm đương nhiều việc cùng lúc nhưng khó đạt kết quả vẹn toàn, tài khí có tăng, có thể có nguồn thu phụ nho nhỏ, đủ để lo toan cuộc sống. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ. Có quý nhân từ phương xa trợ giúp, đi xa có lợi, có thể thay đổi vị trí công việc tốt hơn, có bệnh gặp đúng thầy đúng thuốc nên nhanh khỏi. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Cơ thể suy nhược, có thể mắc trọng bệnh khiến hao tán không ít tiền của, hạn chế đi lại đường sông nước kẻo gặp nạn bất ngờ, đề phòng hỏa hoạn trong nhà. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân. Sức khỏe giảm sút, đề phòng các chứng bệnh về đường hô hấp, chuyện tình cảm tiến triển tốt, tuy nhiên tiền bạc lại bất ổn, có thể phải lâm cảnh vay mượn. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Có lộc trong kinh doanh buôn bán, có dấu hiệu tăng lương hoặc tăng thu nhập, tuy nhiên còn chưa mạnh, có bệnh vái tứ phương, thành ra tiền bạc tốn kém. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất. Gia đạo trục trặc xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, có điểm báo thị phi, tiểu nhân quấy phá hoặc họa lao ngục, hết sức cẩn trọng khi ký kết giấy tờ làm ăn. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Của đi thay người, mất chút tiền của nhưng còn giữ được mình, có điểm bất lợi khi đi xa, thận trọng với chính người xung quanh mình kẻo sẽ vướng vào rắc rối lừa đảo. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý. Công việc nhiều và áp lực nhưng có quý nhân hỗ trợ, kết quả đạt được cũng tương đối, đi đứng cẩn thận tránh va quẹt xe cộ. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu. Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng tiêu pha cũng lắm, thêm nguồn thu phụ từ các việc ngoài luồng hoặc đầu tư kinh doanh, căng thẳng công việc khiến sức khỏe giảm sút, khó tránh tình trạng đau nửa đầu hoặc mất ngủ. Quý vị thân mến, với mỗi quý cô bác anh chị ở độ tuổi này thì việc sức khỏe suy giảm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu như biết chăm sóc giữ gìn thì quý cô bác sẽ có một sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Và ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý cô bác anh chị một số cách để nâng cao sức khỏe của quý cô bác trong thời điểm này. 1. Tập thể dục thể thao điều độ. Thưa quý vị, tập thể dục có vai trò quan trọng đối với sức khỏe ở mọi lứa tuổi, nhưng đối với những người cao tuổi, điều này còn quan trọng hơn, nên nhớ rằng hiệu quả chỉ đến khi có một kế hoạch rèn luyện khoa học và phù hợp với chính bản thân mình. Các mục tiêu phải dựa trên tình trạng sức khỏe của chính mình và thấy rõ mình cần khắc phục những nhược điểm gì. Khi rèn luyện thân thể cần lưu ý rằng, bất cứ một bài tập nào cũng bao gồm các yếu tố sau: tần số động tác, cường độ vận động và thời gian tập luyện. Để đạt hiệu quả mong muốn cần đảm bảo các yếu tố trên phải được tái lập đồng đều, tăng giảm phù hợp với chính bản thân mình và trong từng giai đoạn nhất định. Cần lưu ý, khi không cảm nhận được sự thoải mái sau mỗi buổi tập hoặc thậm chí thấy có các vấn đề làm chúng ta bất an, tốt nhất hãy khám và tư vấn tại phòng khám y học thể thao hoặc tại bệnh viện. 2. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đối với người cao tuổi không mắc bệnh mãn tính thì mỗi năm nên kiểm tra sức khỏe định kỳ từ 1 đến 2 lần với các xét nghiệm mỡ máu, tiểu đường, đo huyết áp. Còn với người mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch thì cần đi khám theo đúng lịch của bác sĩ. 3. Đảm bảo giấc ngủ hợp lý. Thời gian ngủ là được nghỉ ngơi hồi phục lại sức khỏe, ổn định lại sau một ngày hoạt động mệt nhọc. Để đảm bảo giấc ngủ tốt nên tuân thủ theo các nguyên tắc sau: ngủ và dậy vào những giờ nhất định, tránh xem truyện, TV quá khuya, chuẩn bị tốt chỗ ngủ thoáng mát, khi mùa rét phải đủ ấm, tránh suy nghĩ căng thẳng trước khi ngủ, tránh ngủ ngày nhiều, mỗi buổi trưa chỉ ngủ từ 1 đến 1,5 giờ. Cần phải điều trị các bệnh gây đi tiểu nhiều như tăng huyết áp, u tiền liệt tuyến, tiểu đường, hít thở sâu 10 phút trước khi ngủ có thể giúp giấc ngủ ngon hơn. 4. Chế độ dinh dưỡng. Người cao tuổi nên ăn uống khoa học, hợp lý để có đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như năng lượng, sức khỏe cần thiết cho tuổi già, nên ăn nhiều rau củ, trái cây tươi và các loại hạt ngũ cốc. Người cao tuổi nên ăn thức ăn mềm dễ tiêu hóa, lựa chọn rau củ và trái cây chứa nhiều chất xơ, vitamin và các khoáng chất, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, cân đối, phòng tránh nhiều bệnh tật. Các chất chống oxy hóa có trong rau củ và trái cây có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, chống lại những gốc tự do. Các axit béo omega 3 có trong các loại hạt giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các chất xơ trong rau quả kích thích nhu động ruột, tránh lâm vào tình trạng táo bón. 5. Tăng cường vận động trí óc. Ngoài việc vận động thân thể, người cao tuổi còn cần vận động trí óc để tránh lão hóa não sớm. Các cụ nên đọc sách, chơi cờ, xem TV, chương trình giải trí, khoa học vào thời gian rảnh rỗi, thậm chí là nên học cách sử dụng Internet, kết bạn Facebook
Khi bộ não phải hoạt động thường xuyên, nó sẽ tránh được những bệnh về nhận thức hoặc mất trí nhớ sớm. 6. Tránh căng thẳng stress. Thư giãn nhiều hơn sẽ giúp người cao tuổi tránh được mệt mỏi, lão hóa. Bên cạnh đó, tham gia việc nhà, việc làng xóm cũng khiến người cao tuổi thêm sức khỏe, thêm dẻo dai và giảm stress. Muốn làm chậm lại quá trình lão hóa sinh học thì phải biết kiểm soát stress, không để cơ thể rơi vào trạng thái stress trong thời gian dài. Nên sống ôn hòa, lạc quan, quan tâm đến mọi người xung quanh, nên giao lưu gặp gỡ với bạn bè nhiều hơn. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Mậu Tuất trong năm 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện từ công danh, tài lộc tới tình duyên, sức khỏe. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Chúc quý cô bác Mậu Tuất năm mới vạn sự cát lành. Xin cảm ơn.